Miss International Queen Việt Nam 2023 là show thực tế dành cho các mỹ nhân chuyển giới đang được trông đợi nhất năm nay. Sau bao ngày nhả hàng, ban tổ chức cuối cùng đã công bố 4 vị trí huấn luyện viên quan trọng nhất của chương trình, bao gồm Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Á hậu Mai Ngô và quán quân siêu mẫu quốc tế Bùi Quỳnh Hoa. Á hậu Thủy Tiên vừa lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 cách đây 6 tháng, nhưng Thủy Tiên đã được giao trọng trách quan trọng ở Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Người đẹp chính là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất chương trình và cũng là đại diện của nhà Hoàng vũ tại cuộc thi năm nay. Á hậu Quỳnh Châu. Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhãn mặt trên các sàn diễn thời trang trong nước. Ngoài công việc người mẫu, người đẹp 9X còn tham gia đóng quảng cáo, tham gia game show, làm MC song ngữ, đóng phim. Gần nhất, cô đã lên ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sự xuất hiện của Quỳnh Châu, Á hậu đại diện nhà sen vàng ở ghế nóng cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023, khiến fan sắc đẹp phấn khích xem Quỳnh Châu là đối thủ chủ chốt của Thủy Tiên lần này. Nguyên nhân là bởi vì cả hai đại diện cho hai công ty quản lý những hoa hậu, á hậu đình đám nhất VBIS hiện nay, nên chắc chắn sẽ có trận đấu quyết liệt trong chương trình. Quán quân siêu mẫu quốc tế Bùi Quỳnh Hoa. Bùi Quỳnh Hoa là học trò cưng của Hương Giang, xuất sắc giành giải vàng tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2018. Sau chương trình, người đẹp đã hoạt động tích cực trên các sàn diễn thời trang, thử sức ở nhiều đấu trường nhan sắc khác nhau. Gần nhất, cô đã trở thành đại diện thứ hai của Việt Nam chiến thắng ở ngôi vị cao nhất tại cuộc thi siêu mẫu quốc tế. Vừa thi đấu và giành chiến thắng trên đất Thái, Bùi Quỳnh Hoa tự tin có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ tìm ra Hoa hậu chuyển giới Việt Nam có thể đại diện đất nước chinh chiến tại xứ Chùa Vàng. Cô nàng từng lọt top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, được coi là gương mặt thành công bước ra từ chương trình của nhà Hoàng vũ. Á hậu Mai Ngô, 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật, Mai Ngô đã từng chinh chiến không biết bao nhiêu cuộc thi nhan sắc nhờ sự cá tính cùng loạt phát ngôn chẳng sợ ai để đời. Người đẹp từ lâu đã được xem là ngôi sao của truyền hình thực tế. Vừa lên ngôi Á hậu 4 của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 từ nhà sen vàng, Mai Ngô đã phần nào tích thêm được kinh nghiệm cho mình để truyền đạt đến thế hệ thí sinh của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Phải nói rằng vai trò huấn luyện viên là vô cùng quan trọng trong các chương trình truyền hình thực tế, bởi đây là người giữ trọng trách dẫn dắt đào tạo ra những thế hệ tài năng và tìm đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen tại Thái Lan. Việc chọn những gương mặt trẻ đa phần là lần đầu ngồi ghế nóng của ekip Hương Giang khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Giải thích về điều này, Hương Gian, hot chính của chương trình, chia sẻ việc trao nhiệm vụ trọng trách cho những người trẻ là quyết định táo bạo của ban tổ chức, nhưng các bạn ấy hầu như đã tham gia các cuộc thi sắc đẹp ở độ tuổi từ rất sớm nên sẽ có nhiều kinh nghiệm truyền cảm hứng đến thí sinh. Ngoài ra, họ cũng sẽ có tinh thần máu lửa để bảo vệ thí sinh của mình. Người hâm mộ truyền hình thực tế đang đếm ngược từng ngày chờ đợi Miss International Queen Việt Nam 2023 chính thức lên sóng để theo dõi và thể hiện của 4 huấn luyện viên trẻ tuổi. Hãy cùng chờ xem nhé!